Ơi, Mai à. Có gì đây em? Có cá mềm mình câu được đấy chị ạ. Cá này to nhờ. Chắc phải được 3 cân đấy nhờ. Vâng, chắc được 3 cân đấy ạ. Cá này chị nghĩ mình làm cá thính ấy, thì là hợp luôn em nhờ. Vâng, thế chị em mình đi làm cá thính. Thế chị mình đi làm luôn nhá. Vâng ạ.